chào tất cả anh em của Thạch Lộc Ninh nha. Cái cây này xà cừ này hơi bị khó cưa nha anh em. Đó, anh em nhìn cái dưới là cái mái nhà nó nằm thẳng giữa cái mái nhà lên luôn đó. Đó. Mình nó ngồi thẳng ở đây giữa cái mái nhà luôn. Có nhiều nhánh hồi sáng mình được cưa qua anh chỉ qua mái nhà là giữa nằm trên mái nhà luôn nha anh em. Chỉ qua anh kia nữa, chỉ đủ thứ chỗ luôn. Đó. Anh em xem kênh Thạch Lộc Ninh của mình hay á thì vào bấm like và cho mình xin một like và một đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Mình có động lực để làm vì những video sau hay để ông gửi đến cho anh em. Hai người phụ dây ở đó, một người thả con, một người ôm dây. Một... chập vô anh núp bên này mà đâu sợ đâu gì đâu. Dù nha mi căng lên ở đây, dù nó mi căng lên giùm em ấy. Không em nhẹ ký lắm, yên tâm đi. Nhà không sao đâu. Từ từ. Cái tô này dày nè, cái tô này dày nè, không sao nè. Rồi ok, làm đi. Rồi. Hồi nãy em đứng cho nó không đâu đập em đâu. Khoan từ 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 từ. Bây giờ bên trong phải rồi. Rồi, cái dây dù nó mi nó tự đưa qua đó rồi đó. Thả hai dây đều nha, hai dây thả đều nha. Hai dây đều nó mới không bị tức. Bên bên dây trọng thả nhiều đây, sang từ từ. Để từ xuống lại đây nè. Khoan khoan anh kia anh sang giữ lại từ từ để anh ấy đẩy ra đó. Thả nhanh luôn. À, từ từ đẩy ra cái là thả nhanh luôn, đẩy mạnh cái là thả nhanh luôn nha. Bên kia thả luôn đó. 1 2 từ
từ anh đẩy ngay trên này nè, có lực hơn. Đẩy đúng rồi, chạy cái dây á, ngay chỗ khúc dây á, anh không bị trượt. 1 2 từ từ đó. Khoan từ từ, nó cứng nó nặng lắm nha, khoan. Nặng lắm á, giỡn đâu. Giờ mình cũng sẽ tiến hành mình cứ xả cái tàn này xuống luôn. Rồi vô dây rồi phải không anh ơi? Rồi, quất nha. Quá đẹp luôn. Cứ cái kéo thoải mái đem cắt cái chỗ này làm cái chỗ ngồi cái nha, không sao đâu nha. Quá đẹp luôn ha. Bây giờ mình sẽ cắt cái nhánh này luôn anh em. Rồi lô dây thoải mái lên luôn. Lên cây mà có ghế ngồi luôn à, anh thấy không? Rồi tiếp tục nhánh này. Rồi vô dây luôn. Sao lên được anh? Cao múc mùa là thủy sao lên được? Được chứ. Qua được chứ, yên tâm đi. Rồi căng dây lên. Vừa vừa, tôi cũng không cần căng quá đâu. Rồi cỡ đó là quấn vô được rồi, quấn cho 2-3 vòng đi. Nhìn quá đã luôn ha. Thích bên nào thì cho nó về bên đó. Bên này thì qua bên này kéo đi đó. Chào tất cả anh em của Thạch Lộc Ninh nha. Cái cây này thời cường này hơi bị khó cưa nha anh em. Đó anh em nhìn cái dưới là cái mái nhà nó nằm thẳng giữa cái mái nhà lên luôn đó. Đó. Mình nó ngồi thẳng ở đây giữa cái mái nhà luôn. Có nhiều nhánh hồi sáng mình được cưa qua anh chỉ qua mái nhà là giữa nằm trên mái nhà luôn nha anh em. Chỉ qua anh kia nữa. Chỉ đủ thứ chỗ luôn. Đó. Anh em xem kênh Thạch Lộc Ninh của mình hay á thì vào bấm like và cho mình xin một like và một đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Mình có động lực để làm những video sau hay để ủng gửi đến cho anh em. Mấy anh ở dưới đang tất bật để làm những cái thao tác để cho cái nhánh nó xuống này, chặt một kia rồi cưa rồi chặt rồi để nhánh nó thập xuống này. Giờ mình sẽ tiếp tục cưa cái này nè. Thank you.
cho nguyên cái tàn khổng lồ này xuống luôn. Rồi vô dây anh ơi. Không chưa? Nó nặng nó giặt ghê thiệt. Đúng rồi, nó hết rồi đó. Mà cưa cái này thì cái tình trạng này bị thường bị hoài gì đâu. Nó giặt khủng khiếp luôn. Rồi anh thả đây nó tụt xuống à. Nhưng mà nó tụt xuống phải giữ lại cái đầu luôn nha, từ từ không phải thả hết đâu nha. Cứ thả đi anh. Rồi, rồi. Nó đu đưa mình luôn em. Anh biết cái nhánh nó một cái dây nó giặt xuống bao nhiêu không, bao nhiêu kg không? Em 5 giờ mới về mới ăn cơm lận. Cưa mà cả ngày ăn chuyên bữa một à. Em cưa trên cây mà hả, mấy ông ở dưới không chịu nổi em đâu. Đi cưa đâu ai cũng chạy hàng hết. Nhìn đó vô địch luôn à. Em thấy nó giặt một cái một mà mình chóng mặt luôn á nè. Nãy giờ hả, nó giặt kinh khủng luôn. Nguyên một cái đọt này anh em, cái đọt này cái hoành của nó, cái hoành của nó là phải 60 tay mình 20 không phải 3 chồng nó giặt một cái mình nó hồn. Ê!